Bảo Điền Phát Sản xin mến chào quý cô chú chị khách hàng ha. Nay Điền lại tiếp tục chuyên mục là quay review bất sản gửi tới cho cô chú mình xem. Thì nói chung là những cái bất sản mà rao bán đó thì mỗi bất sản đều có một cái hoàn cảnh, đều có một cái câu chuyện riêng ha. Hôm nay lại có một bất sản có một cái nói chung là cũng là do nợ nần cái gì. Nguyên căn nhà mái thái rất là đẹp luôn. Nói chung là đang ở bình thường cái gì nhưng mà trong quá trình làm ăn đó cho vay đáo hạn thế chấp này kia ha bị giật nợ, làm là bây giờ là nợ nần chồng chất chị ạ. Bán gấp cái căn nhà này chị ạ. Nói chung là nhà nhà đẹp, nhà Thái, nhà ở kiên cố luôn, đang ở tâm huyết luôn mà bây giờ vỡ nợ gì ha, bắt buộc là phải bán. Thì bây giờ trước khi review bất sản nhà này ha, thì Điền sẽ nói sơ cái vị trí Điền đang đứng ha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Từ đây mà đi ra chỗ Ủy ban Hòa Hội cũng như là gặp ngay tỉnh lộ 329 đó, mình đi đường này ha. Thì khoảng vài trăm mét thôi mình sẽ đụng ngay đó rồi. Và kế bên Ủy ban Hòa Hội đó thì mình có nguyên một cái rừng ha, rừng đó là rừng giá trị đâm ra là cái khu vực này giá, cái khu vực này thì về khí hậu này kia, không gian xanh này kia còn rất là mát cái gì nha. Ra 329 á thì mình rẽ phải ha, là mình đi ra được trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bửu á chị ha. Từ đây di chuyển ra thì khoảng đó mất khoảng là 7-8 cây số á chị ha, và mình đi biển gần nhất là biển Hồ Tràm, khoảng đâu đó là 15-17 cây đó. Nói chung là cũng khoảng cách cũng tương đối là được anh chị ha. Còn ra mà đây ra tỉnh lộ 329 mình rẽ rẽ trái đó thì mình đi được xã Hòa Hiệp và đi được suối nước Bình Châu, đi được biển Bình Châu này kia đó. Nói chung là đường thông thương anh chị ha. Và đó, và cái hướng ngược lại đây mình sẽ đi vào khu dân cư ha, đường thông thương anh chị ha. Khu vực này thì đường bằng cờ, đường nhựa thông thương hết đó. Nhựa này là nhựa mới trải luôn anh chị này, còn rất là mới luôn. Cái lòng đường không là khoảng là 6 mét rồi, chưa kể vỉa hè chắc khoảng là 8 mét đó chị ha. Ô tô đi thoải mái luôn, né nhau thoải mái chị ha. Khu vực này khu dân cư đông đúc á chị. Nói chung là mặt tiền này cũng có thể là kinh doanh mua bán được. Đây chị ha. Bây giờ Điện sẽ quay về vấn đề chính này. Đây căn căn nhà của mình này. Thực sự là quá đẹp luôn chị ha. Căn nhà mái Thái. Đó, xây dựng rất là kiên cố luôn. Nhà này tiền không á chị. Thôi bây giờ Điện sẽ nói tóm tắt thông tin cơ bản trước ha. Sau đó Điền báo giá rồi Điền sẽ đi vào trong Điền review chi tiết. Đây, bất sản mình đang có diện tích ha, là tổng diện tích là 623,7 mét vuông anh chị. Và đang có sẵn là 100 mét thổ cư đất ở tại nông thôn anh chị ha. Chiều sâu cạnh này sâu vào thì sâu là 37 mét rồi anh chị. Nói chung đất mình vuông vức đó. Bất sản mình thì ranh móc thì tường bao hết rồi, bao hết đất luôn ha. Đó, hậu mình thì là 16,8 m chị ha. Mặt tiền là 16,6 m, hậu là 16,8 m. Nói chung là nở hậu 20 cm. Đây qua ha, 16,6 m ha. Ở trước thì mình có thể thấy này. Bờ rào này, kiên cố đẹp ha. Khu vực này là sử dụng nước máy là gì nha. Điện thì tất nhiên là khu dân cư thì tất nhiên phải có điện rồi. Chỗ này hình như có điện 3 pha luôn vậy ạ. Điện 3 pha đi ngang qua đất này. Khu dân cư nha, nhà san sát luôn. Đó, ranh mình qua tới đây anh chị. Đó, tường bao hết anh chị, kiên cố ha. Bất sản mình thì phủ hầm toàn bộ. Nếu mà như mà cô chú mình có nhu cầu lên thêm thổ cư mình lên thêm được các chị ha. Mình bước vào phía cổng này anh chị thấy này. Có nguyên mấy lá cửa là bằng nhôm nguyên khối anh chị ha. Cái này tiền không anh chị ha. Đó. Cái cổng thì cái phong cách mái ngói ha. Đó. Bên này là cửa phụ mình đi xe máy, còn cái cửa này cửa chính mình đi ô tô vô ha. Đó. Ô tô thì nói chung là cái sân này thì đậu khoảng 5-6 chiếc ô tô cũng được. Đó. Đậu được thoải mái vậy ha. Đó. Còn vào đây thì có những cái cây, nói chung là gia chủ mình cũng không thiên về cái mảng cây xanh nhiều, nhưng mà trồng kiểu trồng cây lớn lớn, trồng chậu bồn đó vậy ha. Đó. Bên này cây vú sữa này. Đây có cây mai này ha. Đó. Nói chung là trồng linh tinh.
cái khuôn viên mà để trồng trừa lại đất trống để trồng trọt á, hoa màu này kia đó, thì gia chủ mình không có trừa lại gì để cho nghỉ mát ha. À, thì trước khi đi vào đi sẽ nói giá luôn ha. Giá gia chủ mình cần bán ha, là 4 tỷ cho tổng bất động sản này, là cả nhà cả đất luôn vậy ha. À, nói chung là nhà này đẹp. À, nhà bảo đảm luôn chị, xíu nữa điền vào trong đó. 4 tỷ giá này sẽ có thương lượng chị ha, nói chung là giá ai cần bán. À, hiện tại gia chủ mình đang vay ngân hàng là vay 2 tỷ 2 rồi, và ngân hàng mình định giá đó là khoảng ngoài 4 tỷ chị, định giá cho vay ngoài 4 tỷ, nhưng mà gia chủ mình lúc đang vay thì có nhu cầu vay 2 tỷ 2 thôi chị ha. Đó, thì hiện tại là đang sổ đang cầm cầm ngân hàng anh chị ha. Nói chung là về pháp lý á, thì cô chú gì mình yên tâm. À, ngân hàng đã kiểm tra đầy đủ cho mình luôn trước khi vay luôn ha. Đó, pháp lý thì yên tâm ha. Đó. Đây là cái đường luồn bên hông này. À, bên hông ha. Đó, đường này thì trừa khoảng là 2 mét hơn á. Tổng diện tích xây dựng của bất động sản mình là khoảng hơn 200 mét vuông. Hơn 200 mét vuông ha. Đó, nhà mà thấy quá đẹp. Có đã đèn chùm rồi đèn ngoài trời này kia ha. Rất đẹp luôn. Đó, bây giờ đây là cái cửa bên hông, cửa phụ ha. Đó, bây giờ Điền sẽ vào cửa chính. Đây, có bậc tăng cấp. Đây ha. Đó, bước vào đây mình sẽ gặp không gian phòng khách này. Đó. Gỗ không ha. Nói chung là nhà toàn gỗ chị ạ. Đó. Lá cửa chính của mình cũng là bằng gỗ luôn ha. Đó, cửa sổ này. À, cái chỗ để tivi. Bất sản mình thì có là một phòng thờ ha, phòng thờ tôi phòng gia tiên bên này ha. Còn có là ba phòng ngủ. À, phòng mỗi phòng rất là rộng. À, ba phòng ha, có cửa gỗ hết. Nói chung là tổng bất sản mình thì mấy cái nội thất này ha, gia chủ mình thì cũng là đang kiểu là đang thanh lý. Nói chung là bán thì gia nội thất sẽ không để lại, nhưng mà nếu mà cô chú mình thiện chí mua á, thì có thể thương lượng lại cái phần này ha. Thí dụ mua được giá thì gia chủ người ta sẽ để lại toàn bộ, còn mà mua không được giá thì người ta sẽ thương lượng là tháo dỡ những cái gỗ này đi ha. Tháo có nghĩa là nội thất thôi nha, còn về cái phần cửa gỗ này kia là gia chủ để lại không có tháo nha. Đó. Đây là cửa bên hông ha, à, cửa phụ. Bức sàn mình đang có hướng là hướng bắc các chị ha. Đó. Tường rào kiên cố này. Đó. Này tường rào này kiên cố đó chị, xây cũng nhiều tiền đó chị ha. Đó. Nhìn quá đã luôn. Nói chung là giá này thì khá là hợp lý so với thời điểm này chị ha. Đây khu vực bếp, hiện tại là nói chung là gia chủ mình thì đang là mẹ đơn thân ha, đang nuôi hai đứa con, cũng là kinh doanh mua bán này kia để nuôi hai đứa con thôi, nhưng mà bây giờ trong quá trình kinh doanh đó mình thua lỗ, mình bể nợ chị, nói chung là bị giật tiền đó, nói chung nó thẳng ra là bị giật tiền đó. Đó, tủ lạnh này, bếp này, đây phòng ngủ thứ ba ha. Đó. Ở trên phòng khách thì có hai phòng ngủ rồi, dưới này có một phòng ngủ riêng dưới này ha. Đó. Đây khu vực rửa tay ha, rửa tay đánh răng này kia đó, à, có cả gương luôn ha. Còn đây là phòng tắm riêng này và toilet rách riêng dưới này gì đó, đây toilet ha, và đây phòng tắm riêng. Dưới ở ngoài đây nữa thì cũng có một cái toilet riêng, phòng tắm riêng dưới này nữa ha. Đây, khu vực gia chủ mình đang làm kinh doanh mỹ phẩm ha, nước hoa này kia đó, à, đang bán hàng online. Còn dưới đây thì cái khu vực kiểu là kho và để xe phơi áo quần cái gì. À, đây có cửa đây ha. Nói chung là chỗ này để xe và kho để đồ linh tinh đó. Còn cái cửa này thì mình đi ra bên cái đường luồn bên hông đó chị. Hồi nãy đi quay đó. À, đang đóng lại. Đây có toilet này. Toilet phòng tắm chung trong này ha. À, kết hợp chung trong này. Đó. Sâu thì chiều sâu 37 mét rưỡi chị. Tổng diện tích là hơn 600 mét vuông. Nói chung là xây dựng thì ngoài 200 mét vuông, ở dưới đất nông thôn đó thì dễ chị, nói chung là cũng còn pháp lý còn rất là dễ. Thổ cư chỉ có 100 thôi, nhưng mà gia chủ mình xây hơn 200 chẳng sao cả chị. Nói chung mình có nhu cầu lên thì mình lên. Nói chung là xây đất thổ cư thì xây dựng không cần xin giấy phép xây dựng anh chị ha, xây dựng thoải mái luôn, xây dưới 7 tấm thì không cần xin giấy phép xây dựng.
khu vực trung tâm xã ha, trung tâm xã Hòa Hội. Cái vùng đất này xung quanh thì anh chị thấy đó, đất đỏ Ba Giang ha, đất rất là tốt luôn, trồng cây thoải mái. Chung là mình mua bất sản này mình không ưng ý chỗ nào thì mình có thể là set up sửa sơ lại, sửa soạn sơ sơ theo ý mình cũng được đó chị. Về cái nội thất, về cái xây dựng nhà thì quá ok rồi, còn cái phần ngoài thì đôi lúc là ít ít cây xanh quá thì mình có thể là cải tạo, mình trồng thêm ha. Đó. Quá đẹp luôn vậy ha, những lá cửa nguyên khối và tường rào kiên cố rất là đẹp. Rồi Điền xin được tóm tắt lại một lần nữa ha. Tổng bất động sản mình đang có mặt tiền đường này là bán theo mặt tiền đường nhựa nào là 16,6 m ha, và nở hậu là 16,8 m, chiều sâu vào trong là 37,5 m ha. Tổng diện tích là 638 m² à, có sẵn là 632 chị, xin lỗi gì, có sẵn là 100 m thổ cư đất ở tại Nam Thô cái gì ha. Giá đang cần bán là 4 tỷ đồng. Sẽ có thương lượng gì nha. À, thiện chí mình sẽ có thương lượng ha. À, rồi cô chú nào quan tâm liên hệ Điền ha. Thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm phần giá. Đó. Về pháp lý thì cô chú mình yên tâm ha. À, pháp lý sạch, à, đất cũng sạch luôn. Đó. À, Điền cũng xin được dừng video clip tại ha. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Cô chú chị đừng quên đăng ký kênh của Điền ha, để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.